mọi người, lại là Đồng Kami đây. Thì anh em ạ, hôm nay nhá, không như các vlog cũng như là các clip trước, đó là đi chơi cũng như là nói chung là bờ la bờ lô, thì hôm nay mình sẽ cho mọi người một cái vlog nó gọi là có 102 luôn. Anh em ạ, đấy, tò mò. Thì hôm nay nhá, mình đây, ta-da. Mình hôm nay được mời đến dự một trận đấu giao hữu cực kỳ hot luôn mọi người. Đấy, mọi người nhìn thấy ai ở trên này là biết rồi đúng không? Thì bây giờ nhá, mình sẽ lên cho mọi người xem. Bình thường ấy là mọi người hay thấy những cái live stream hoặc là những cái trận đấu ở trên màn hình nhỏ thôi đúng không? Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem trực tiếp luôn. Đấy, anh em tò mò nó như nào không? Về đây xem. Nào, lên, go! Lên đây thì trật tự một xíu, nhỏ thôi. Mọi người đang thi đấu rồi thì mình sẽ lên. Có gì hay thì mình quay cho mọi người xem nhé. Ok. What the hell? Mọi người ạ, mình sẽ xuống đây quay TikTok với cả anh Han Chua. Sẽ không, mình đánh được. Tay. Mình sẽ cho các bạn xem những người đứng sau ống kính và bình luận trận đấu như này. Đây ta. Nhỏ nhẹ. Cô là ai? Hiểu kiểu gì? Hôm nay chúng ta thành công ở đi mục tiêu mình gọi số 7 vừa rồi. Còn 2 đi mục tiêu nữa dành đến cho team 2 của Việt Nam chúng ta. Và thành viên đang muốn cúp vàng. Điều con 9 về lỗ 5 bên phía tay phải sẽ là như ý muốn của Đặng Thành Kiên luôn, một pha điều vị tuyệt vời của Dương Quốc Hoàng và đến một sai lầm trong những bán đấu đầu tiên. Bitches come and go, bro. But you know I stay. Đây là thầy của mình. Đã vào chung kết mọi người ạ. Thầy thấy vui không? Tương đối. Thắng nhiều quá, cả bây giờ cảm xúc là thắng nhưng mọi người không quan trọng nữa. Thì bây giờ mọi người đánh cũng xong rồi. Mọi người nhìn thấy gì không? Vali, quần áo. Bang. Từ Vinh chạy thẳng về Hà Nội để gặp idol. Adul. Đấy, mọi người thấy cái sự nhiệt huyết của mình không? Ok, nếu mọi người muốn mình làm clip về chủ đề gì cũng như là muốn quay cái gì trong xã hội thì mọi người cứ comment xuống phía dưới để mình, nếu mà làm được thì mình quay cho mọi người xem nhá. Còn bây giờ thì bye bye. Nếu mọi người thấy hay thì like, share, subscribe cho kênh của Đồng Kami nha. Tạm biệt mọi người. Đi về ngủ đây, 12 giờ rồi.